Nếu như mà tao với anh ấy đang ngồi như này, có một cái thằng khác nó đến thì chỉ cần để ý tao thôi rồi nè. Anh thấy thái độ của anh ấy ngồi gần qua vai luôn. Tao để ý mấy lần rồi nhưng không thể hiện ra mặt, nhưng tao để ý mấy lần. Một lần trong niềm tin gì thấy mấy thằng xí xí nó đang ngồi nói chuyện với tao mà ra khoác vai luôn, ngồi sát khoác vai, thế hiện là của tao rồi đấy. Ý là như thế mà không cần nói nhiều nữa, tao để ý hai ba lần thế thôi. Mày đợi ảnh. Nên nhớ lúc tao tao hỏi anh ấy là thế sao anh không ghen à? Có thể chứ ai chẳng ghen, nhưng mà một người thôi. Look.